dính được chuột là bự kia các bạn. Con chuột quá bự kia các bạn. Bẻ văng luôn. Hello quý người ta, chào các bạn. Hôm nay mình vô đồng mình trải nghiệm, mình tính đi bắt chuột hay có không nha các bạn. Hãy có chuột thì về mình làm đồ món chiều nhậu. Rất là máy đang cắt lúa nha các bạn. Trái hồng nè. Trời quá trời nắng luôn này. Chuột chạy ra nha các bạn. Dính chuột thôi các bạn ơi. Nắng quá bắt chuột không có nha các bạn, có mà ít sẹo à, được mấy con à. Dính chuột thôi các bạn ơi. Mừng quý. Chưa bà chú, có bé ăn đó. Đừng chuột nha các bạn. Chuột này, chuột không được bự nha các bạn. Các bạn cái vòng vòng nữa đó. Dính được chuột ở kia các bạn. Con chuột quá bự kia các bạn. Bẻ văng nó luôn. Thank you.
Đó, đó, đó. Chuột chuột nữa nha các bạn. Trời ơi, trong đất cách tự nhiêu đây thôi chứ quá đã rồi. Chuột chạy ra nha các bạn. Chín chuột đi các bạn. Chuột cào bá nha các bạn. Được bọc rồi nghe các bạn. Chín chuột các bạn ơi. Đang bắt chuột mà mấy cắt nghỉ ăn cơm nha các bạn ơi, chờ ngồi ăn xài sống chờ cắt nữa bắt chuột nữa nha các bạn. Trời ơi, nói vậy chứ có gì không nội, tối Thành nó về đó. Trời mẹ, có gì đâu. Thì bởi vậy cái đó là hên xui đó, tỉnh đâu ấy thì chạy qua ăn nhậu với mày nó. Có bé ăn luôn hả? Nãy nghe bắt con bé sời heo hai chó ha. Chắc là mình bắt được giống chuột rồi mình đi về nha các bạn. Như là mồi nhậu được rồi. Thành quả mình đi cả buổi trưa được nhiều chuột nè. Chú sáng mình mang. Mày xiết sao xỉ? Về chắc này chứ giờ chia ra ngừ được 5 con. Bây giờ mình ướp sa tế. Nướng ớt sa tế nướng. Thành đã buổi trưa của bốn anh em mình như giờ được ngừ được nhiều chuột. Về mình nướng, ướp sa tế mình nướng, ăn cơm.